và quá trình hỏi có cái gì đó thì trên lâm sàng các bạn có thể hỏi riêng lẻ hoặc là hỏi chứng tổ một, hoặc tôi sẽ nói thêm, tôi chỉ nói những cái chung thôi. Thế thì cái đề thi của chúng ta tôi mới làm năm 2020, dùng cho năm vừa rồi đấy. Vì năm nay ông đại tám mừng lại, tôi cũng làm lại nhé, chưa làm lại vì cũng có thông báo của nhà trường. Chúng ta là gồm có 3 tín chỉ, lý thuyết 2, thực hành 1. Do vậy mà cái đề thi của chúng ta là phải đạt 12 câu, à 24 câu, 24 câu, đại cương 12 và 12 câu và cơ quan bộ phận là 12 câu. À, tổng cộng là 20 câu thôi. 10 câu và 20 câu. Thế thì một đề thi gồm có một câu ở 10 câu cơ quan và một câu 10 câu trong 10 câu ở câu đại cương. Thời gian thi của chúng ta là 60 phút. Hoặc tùy theo cái sự phân bố trong giới hạn từ 60 phút đến 75 thì họ sẽ công khai. Chúng ta không được phép 90 phút. Chỉ có 60 phút đến 75 phút. Thế tùy theo của họ. Họ bốc họ thấy là kê cho ngắn thì cho xong không. Nên cái thời lượng thì chúng tôi không biết. Nhưng mà tổ hợp chắc chắn là phải có 2 câu. Một câu ở phần bầu cửa, 4 bài của bài đại cương và một câu thì thuộc về những bài bộ phận mà đã học. Dạ dày, gan mật, phổi, tuyến giáp, vân vân, những cái câu đó. Và điểm thì cũng mỗi phần như thế là 5 điểm. Và các bạn dễ hiểu rằng là chỉ làm một câu thì cũng bạn bảo cũng bạn nào đạt được 5 điểm. Nếu chỉ làm một câu. Nhưng tùy theo. Nếu như cả lớp qua được mà chỉ còn 1-2 bạn mà gần 1-4 điểm thôi dành phải mình nắm bắt cho 5 điểm luôn. Chứ không phải là lạc đà. Chứ nếu mà nhiều quá thì cũng phải ở mức độ 4. Mà phải hiểu rằng. Phải hiểu rằng 4 thì nếu mà chấm chặt thì khoảng xứng đáng 3 rưỡi. Đáng nhẽ cho 3 thì cho 3 rưỡi và cuối cùng là cho lên 4. Viết vào trong bài thi là 3 điểm rưỡi nhưng mà cho vào trong bảng điểm là 4. Nên các bạn hiểu chứ, không thể cho đến 5 được không? Cố gắng mà viết. Mà viết ấy, thì tôi không cần gì viết dài. Viết làm sao mà tôi đọc một phát tôi đọc rất nhanh một phát mà tôi biết rằng à như vậy đây là có chuẩn bị bạch để cương. Tôi viết theo một trật tự. Mình học đó, đúng và chính xác, viết theo một trật tự. Ví dụ nha, tôi nói ví dụ trình bày cơ bản, bệnh lý cơ bản, trình bày tổ chức cơ bản của bệnh lý sơ gan này. Các bạn vừa học xong. Thì ta nói vào vài câu, như tôi vẫn diễn giảng vài câu đưa đón. Sơ gan là bệnh lý phổ biến. Nhưng mà sơ gan là chấn bệnh chuyển đấy. Và tổn thương đại thể của sơ gan là những biểu hiện lâm sàng tôi biết đó. Những chuyện gan phải là to ra, màu sắc thế nào đấy. Bình thường gan có thể là chỉ có 2,5, 1,6 đến 2,5 cơ. Bây giờ sơ gan giai đoạn đầu nó thoái hóa tế bào gan nhiều, gan nó to đấy. Gan thể sơ thế thì rất là sơ thoái hóa cũng chắc chứ, gan sơ được. Gan hơi chắc, vân vân. Đây đại thể thì nói như thế được. Nhưng đến vi thể ấy, là cơ bản tổn thương vi thể thì dưới kính hiển vi ta thấy tổn thương dương gan bao gồm những gì đó là gì, tiểu trình gan già, cái có tiêu chuẩn nào ta mô tả cái tiểu trình gan già cả. Và sau khi chẩn đoán sơ gan xong cái tiểu trình gan già chúng ta chẩn đoán sơ gan về mặt bình thường rồi đó, thì chúng ta mô tả là cái hậu quả kéo theo của sơ gan dưới kính hiển vi ta thấy cái gì. Đúng. Đó là gì? Do sơ thay thế dần dần nhu mô làm cho khoảng cửa nó bị sơ hóa, nó mở rộng ra. Sơ
do sơ chia cắt các cấu trúc khác để trở thành những kiểu vật dạng, thế nó làm rối loạn đường mật, rối loạn đường trung gian, cái buộc gì tâm mật, tâm mật phải tăng sinh các tâm mật để mà giải quyết bế tắc đó. Rồi là gì? Là một quá trình viêm mãn thì kéo dài, có thể có hiện tượng hoại tử, có thể có những nhiễm trùng, nhiễm trùng nhiễm lại, và bao giờ cũng có khoảng cửa đầy tế bào viêm thâm nhiễm đầy ở đó. Nó sơ hóa ống mật tạo ra, sơ hóa nó như thế rồi thì nó làm cho các ống mật vừa mới tạo ra thì cũng bị bóp nghẹt lại, nhận đưa đến hiện tượng đó. Ống mật giảm thì không quan trọng. Đấy, đấy là nói theo thứ tự, nói cái nguyên nhân chính của bệnh lý, tổn thương chính của bệnh lý, xong đó hậu quả thì kéo theo. Đúng không? Và cũng là một cái kết luận bệnh lý sơ gan. Đưa đến hậu quả đó là gì? Đưa đến hậu chứng cái lần đầu là hậu chứng suy tế bào gan, suy chức năng tế bào gan. Nếu có diễn giải được thì càng tốt, nếu không nói được đến đó là được, đấy là trách nhiệm chúng ta phải nói. Biểu hiện trên lâm sàng đó là đưa đến hiện tượng gọi là hậu chứng suy tế chức năng tế bào gan, và giai đoạn sau đó là hậu chứng gì? Tăng áp lực. Và tương ứng trên lâm sàng nó có gì bệnh cúng là gì, hai giai đoạn, một là sơ gan còn bù, sơ gan mất ngủ, thì đấy các bạn. Nhưng mà cái cốt lõi các bạn và vẽ được cái hình ảnh sơ gan trên một cái hình ảnh và chú thích được. Ví dụ ta vẽ một cái tủy phi giả, chú thích tế tiểu phi gan giả, trong đó là vẽ xung quanh đó là vách sơ và vẽ một số ống mật, chỗ ống mật giả, ống mật chú thích thế là được. Một điểm cái vẽ là một điểm đó, vẽ hình minh họa. Còn ba gen nó có thể đến 0,25 điểm. Đấy, ví dụ tôi nói một câu hỏi thế này: viêm là gì? Hai chấm khái niệm, chấm cho hỏi, định nghĩa, chấm cho hỏi, khái niệm, chấm cho hỏi, 0,5 điểm mở ngọc. Nhưng họ còn không cho điểm các bạn đâu, nhưng tôi gửi lên có người cả điểm. Điểm liền liền. Đấy là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai là trình bày nguyên nhân gây viêm, nguyên nhân nội sinh 0,5 điểm, nguyên nhân ngoại sinh 0,5 điểm, hiện tượng trung huyết 0,25 điểm. Phải có vẽ hình nhé, cả vẽ hình mới được 0,25, cái hai đấy. Đấy là ý. Ý thứ ba, ý nghĩa của phù viêm cũng 0,25 điểm, hiện tượng pháp cái câu 0,25 điểm, những ý nhỏ thế thôi. Những ý nào vẽ hình minh họa thì được chọn vẹn điểm. Vậy hả? Rồi. Đấy. Ta trình bày như thế. Ở đây tôi thấy đàn ông nhiều lớp thi bóc được câu này ấy. Mà câu này thì rất dễ hiểu, làm sao trình bày này cũng được, không được điểm cao. Ví dụ như câu trình bày tổn thương loạn sản, viết là gì ạ? Loạn sản. Thế thì 0,25 điểm trên một phân đoạn, chúng ta chỉ phân đoạn là loạn sản nhẹ, xin 1, loạn sản vừa xin 2, loạn sản nặng xin 3. Ta vẽ hình ra mà ta nói phát biểu thế thôi. Mô tả ung thư tại chỗ, mô tả không thôi được 0,25 điểm, nhưng mà vẽ hình và chú thích thì được cả nửa điểm. Ung thư tại chỗ, ta vẽ một cái biểu mô lát tầm không trùng hóa hoặc trùng hóa, nhưng không trùng hóa thì nó không dùng vào phổ biến. Và ta chú thích là gì? Những viết những tế bào đen xì làm lộn xộn, ta chú thích là gì? Tế bào ung thư nằm hết cái chiều dài của nó. Và khi đó là biểu mô lát tầm không trùng hóa của cổ mang của ung thư, âm đạo cũng được.
mà ta làm thì mũi tên dưới hạn trên và mũi tên dưới hạn dưới, ta nối cái lên chiều dài rồi thiếu chính quả cho tế bào ung thư phát triển hết chiều dài của lớp biểu mô mà không phá cái màng này để xâm nhập xuống dưới, thì đấy cái gọi là ung thư tỉnh. Phát biểu đấy có bỏ không có nhà không nếu học không. Và cứ sau mỗi phát biểu của kiểu tổn thương vi thể, ta phải vẽ hình như vậy và chú thích, vẽ hình và chú thích. Chứ nếu vẽ hình không mà không chú thích là tôi cho là đấy là đêm hơi thôi. Người chấm có quyền tự trọng chứ, đúng không? Anh đã không làm rồi thôi để nguyên chứ, anh không cắt quá mình liếc trên này liếc trên kia bổ sung không được. Cho nên tôi chấm bài mà cứ bắt đầu viết được một dòng để mấy dòng trống, sắp viết là để mấy dòng trống. Với tôi là tôi không cho điểm kể cả cái phần mà viết được. Tôi nói đâu anh phát biểu được anh phát biểu, nhưng bây giờ thì vì hiểu là muốn sai là chết. Quan trọng là như thế, trình bày logic đúng cái đó về bộ phận đấy phải đúng đấy, sau đó đi sang chính xác là đi theo một trật tự như thế. Cái đấy kể thể là gì mình nắm chắc cốt lõi của bạn. Cho nên một người mà viết một trang thôi có thể vẫn đạt 9 điểm nếu kèm theo chữ đẹp, chỉ ít cũng được 8 điểm. Chứ đừng nghĩ 2 trang mà lần 5 điểm đâu, 2 trang cũng như chỉ là 4 điểm. Viết cách dòng đấy, viết to đấy, đáng nhẽ một mặt như thế là ta viết được 40 dòng, đây viết được 20 dòng, cái bằng một nửa chứ. Đứng mình hoạt nữa thì ăn được. Được chưa? Rồi còn có vấn đề gì nữa thì chúng ta sẽ hỏi hoặc cá nhân hoặc tập thể trên cái tổ thực hành. Ta còn có nhiều buổi thực hành để gặp nhau. Dạ. Và gặp nhau rất kỹ đấy, không phải đơn giản đâu. Và một lần nữa tôi nói lại tất cả những thành phần mà tôi đã ghi chú ở trong cái đảng danh sách rồi, về học kỹ thuật rồi. Thì hôm nay tôi chưa tuyên bố. Nhưng sau kết thúc đợt thực hành mà tôi theo dõi lại những cái trường hợp này ấy, nếu có vấn đề gì về chuyên cần ở thực hành thì tôi sẽ có tuyên bố cuối đợt học trước khi tôi gửi cái danh sách điểm chuyên cần lên mạng công khai cho các bạn biết, tôi sẽ tuyên bố trước được chưa? Rồi, xin mời các bạn nghỉ.